Chào mấy anh em cổ thủ ha. Thì hôm nay á, thì nói chung là cũng rảnh rỗi nha anh em. Thì thời gian này đang mình đang bị F0 nên thành ra đang cách ly ở nhà, thì cũng không có gì làm nên thành ra mình sẽ chia sẻ cho anh em về clip về chim cô gái nha anh em. Thì mình sẽ mượn một mình sẽ lấy một cái clip mình quay á anh em. Cái mình làm cái tiêu đề background để mình chia sẻ cho anh em ha, chia sẻ cho anh em về chim cô gái anh em. Cái này thì mình nghĩ là có ít người chia sẻ, tại vì mấy cái này thật sự là nó rất là đơn giản, thật sự đơn giản đối với người biết chơi. Những anh em mà biết chơi á, biết biết rồi á, thì cảm thấy rất đơn giản lắm, nhưng mà đối với anh em mới vào nghề mới chơi á thì sẽ mình không không chia sẻ thì sẽ có nhiều người sẽ không biết anh em, nên thành ra mình hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em về mấy anh em mà chưa biết chơi mà mới vào nghề mới vô tập chơi anh em, để anh em có kiến thức về chim cô gái nha. Thì nói chung thì anh em nào mà thấy nó chưa có phù hợp á, hoặc là còn cần bổ sung gì á, thì anh em cứ góp ý, mình bình luận với lời lẽ, nói chung là chỗ lịch sự nghe anh em đó, chứ cái này là một cái môn chơi mà, nên thành ra nó không có gì là gọi là hơn thua gì hay gì cho anh em. Mình biết cái gì mình chia sẻ cho anh em cái đó nha. Thì mới bắt đầu thì hôm nay mình clip này á, thì mình chia sẻ cho anh em về chim cô gáy, về cái cách mà nó gáy gáy bổ 1, bổ 2, bổ 3, bổ 4 gì đó. Đó là cái ban đầu là nhận biết cái cách gáy nè, gáy gọi rồi gáy thúc. Thì hôm nay lúc trước mình cũng có làm mấy clip rồi, hôm nay mình sẽ làm cái clip chi tiết nghe anh em. Mong rằng anh em ủng hộ nha. Thì con chim á, chim cu gáy á, thì mình nuôi nó sẽ bước qua ba giai đoạn anh em, ba giai đoạn. Thì ba giai đoạn, giai đoạn đầu á là nó sẽ là nó gáy gọi hay là gọi là mới tập gáy đó anh em, nó tập gáy đó. Rồi tới thứ hai nữa nó thúc, bắt đầu bước tiến thứ hai là thúc, bắt đầu nó xuống thúc, thúc rồi nó sẽ nó gù. Là ba giai đoạn đó là chim nó phát triển theo ba giai đoạn đó nghe anh em. Thúc xong mới tới gù đó. Thì bây hôm nay á thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách mà cái giai đoạn đầu là lúc nó gáy gọi nha, nó gáy gọi. Thì để anh em mà khi mà anh em chơi cu á, thì anh em nói sẽ con chim đó nó gáy gọi hay là miền 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 thường thường gáy gọi á, là nó gọi từ chung là gáy gọi. Còn miền 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 Nam thường thường nó gọi là chiêu, còn miền Bắc gọi là giống anh em, miền Bắc gọi là giống đó ha. Thì mình sẽ phân biệt, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để phân biệt là cái nội dung là về gáy gọi ha, gáy gọi. Thì con gáy gọi là nghĩa là gì, có nghĩa là giống như là con cu, thì nó mình chủ yếu là mình đi mình gác, mình đi bẫy là chủ yếu là để nó đánh nhau đá nhau. Thì cái bác lên nói về vậy cho dễ anh em dễ hiểu nè. Thứ nhất là nó gáy gọi là có nghĩa là nó kêu, có nghĩa là nó kêu để cho biết cho mấy kẻ thù nó biết là nó đang ở đây nè, ví dụ nó kêu nó gọi về, hoặc là nó kêu đó. Khi mà bỏ về bắt đầu nó thúc có nghĩa là thúc nhanh đó, thúc nhanh có nghĩa là nó giống như là nó thách thức con kia, mày lại đá tao quýnh tao vậy đó anh em hiểu không. Rồi cái xong ấy, thì nó bắt đầu nó gù đá cánh, lúc đó là đánh nhau là hết, là ba giai đoạn đó nghe anh em. Thì cái phần gáy gọi nè, mình sẽ chia sẻ cho anh em, để anh em khi mà anh em là gọi là nó người ta hỏi là một con đó là mấy hậu, hoặc là một hậu, hai hậu, ba hậu, bốn hậu gì đó, khi nó gáy lên đó thì anh em sẽ biết được, anh em mới chơi cũng sẽ biết được nó rất dễ ha. Chứ còn nhiều mình không chia sẻ thì có nhiều anh em sẽ khó khó biết nghe anh em, khó nhận biết lắm, nên thành ra mình sẽ chia sẻ đây và mình sẽ lồng cái âm thanh cái tiếng gáy nó vô luôn cho anh em dễ nhận biết. Mình sẽ nói rất là chi tiết và cụ thể
cho anh em dễ nhận biết, chứ còn ví dụ như nói sơ sơ qua thì không biết, bởi vì nên mình thành ra mình sẽ lấy cái nền clip này là để cho anh em tập trung anh em nghe nha. Rồi rồi khi anh em nào mà nghe không rõ thì mình thể mình coi lại nha. Thì đối với con chim cu gáy của mình á, thì nó gồm có gáy gọi thì có không hậu nè, không hậu, một hậu, hai hậu, ba hậu. Là ở Việt Nam mình á, là trước giờ chỉ có là một hậu, hai hậu, ba hậu thôi, còn sau này có nhiều con chim mà nhiều hậu á, như là bảy tám hậu, mười mấy hậu, con chim mười mấy hậu luôn. Là những con chim đó thường đó là bên Thái nha anh em, thường bên Thái họ sẽ ép, họ ép những con chim đó rất là hay nha anh em. Việt Nam mình không không có anh em, ít lắm, không có, hầu như là không có luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em là cái nó gáy không hậu ha. Thì ở đây nè, chữ hậu á thì có nhiều cách gọi nha. Ví dụ như ở trong miền Nam mà gọi là cốt, còn ở ngoài Bắc á, là gọi là ở ngoài vùng ngoài á, là gọi là hậu, hay là gọi hoặc là gọi tiếng là gọi là bổ. Thì ví dụ bây giờ mình sẽ nói trước về về không hậu nha. Không hậu đây, rồi mình sẽ đưa cái tiếng chim vào anh em nghe, rồi mình sẽ nói chi tiết nhé. Rồi anh em nghe không? Có nghĩa là nó gáy không nó gáy không hậu, có nghĩa là nó chỉ gáy có 3 tiếng thôi anh em. Nó gáy gọi 3 tiếng. Thì nó gáy gọi chỉ có 3 tiếng thôi. Mà ví dụ như nó gáy gọi mà 3 tiếng mà nó như nó gáy ba gọi 3 tiếng hoài vậy đó, thì người ta gọi là gồng. Có nghĩa là không hậu gồng, hoặc là trong miền Nam gọi là liêu gồng. Đó, là có nghĩa là nó chỉ có gáy 3 tiếng đó thôi. Nó chỉ gáy 3 tiếng thôi, nhưng mà anh em phải phân biệt nè. Ví dụ nó gáy gọi với nó thúc là khác nha. Anh em hay dễ nhầm lẫn cái này dữ lắm. Ví dụ như nó gáy gọi thì nó gáy cu cu cu, có nghĩa là nó gáy chậm mà nó gáy cái giọng cao lên. Đó, nó gáy chậm mà với giọng cao lên. Đó, còn ví dụ như nó thúc á, nó thúc thì khác, nó thúc là cái giai đoạn 2 á, là nó sung mới thúc rồi đó. Nó thúc thì nó gáy cu cu, có nghĩa là nó gáy 3 tiếng ngang nhau, nó nhanh mà nó ngang nhau, chứ nó không có cao lên, dút lên. Khi đó thì khi mà bởi vì anh em khi mà nó biết con cu mà nó thúc á, nó thúc với nó gáy gọi á, thì anh em phải biết được. Tránh có nhiều anh em nói là nó nghe ngoài rừng á, nghe nó thúc quá mà tưởng là nó con không hậu, là tưởng liêu gồng, con liêu, nhưng mà thực con bổ ba đó, thường thường người ta gọi, hoặc là có người Bắc gọi là bổ bổ ba đó, thì không phải anh em. Bây giờ mình sẽ đưa dùng một cái tiếng thúc cho anh em nghe nha. Tiếng thúc thì nó sẽ khác, cũng cái tiếng này nhưng mà nó sẽ khác cho anh em nghe nó thúc nè. Đó, anh em nghe thấy chưa? Cái tiếng thúc của nó sẽ không cao, nó sẽ không gãy cao lên, nó khác, nó chỉ ngang ngang nhau mà nhanh hơn nha. Cũng là một con liều nè anh em, con không hậu đó. Rồi vậy là anh em biết được cái con không hậu không? Thì con không hậu hay ta gọi là con liều, thì con liều hay là cái con bổ ba đó, là hoặc là con ba con mà đó. Thì gọi như vậy đó anh em, tiếng gọi của nó là vậy ha. Rồi nếu mà anh em nào mà chưa biết đó, thì xem lại clip nha, xem kỹ clip. Rồi mình tới sang một con một hậu ha. Đó anh em thấy không? Có nghĩa là gáy nó bỏ một, ở trong đây có 2 tiếng, có 2 tiếng đầu là nó bỏ một. Nó bỏ một có nghĩa là cái 3 tiếng đi dứt xong nó bỏ làm sao, là một cái là gọi mà là một hậu, hay là gọi một cốt.
Hay nếu mà trường hợp người ta gọi là có nhiều người gọi là bổ bổ bốn, bổ bốn có nghĩa là tiếng ba tiếng đầu với tiếng một là tiếng bốn. Mình khi mình nghe bổ bốn mình đều biết đó là cái con một hậu hoặc là cái con một hậu là một cốt. Thì trong clip này á, trong cái nội dung ấy này có hai tiếng ở đằng sau cuối cùng á, là có nghĩa là nó đang bỏ là không có hậu, là có nghĩa là cái con này nó gáy một nhiều thì á, người ta gọi là một lỡ. Ví dụ như mà nó một không một hoài không á, thì người ta gọi là gồng. Gồng là có nghĩa là nó không có thay đổi, là nó xuyên suốt, có nghĩa là một 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 gồng là gáy một không, một hậu không. Còn hai gồng là hai gáy hai hậu không. Còn ba 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 cốt hay ba ba hậu gồng là ba gáy ba hậu không. Còn nếu mà nó gáy mà không không phải hai hai hậu á, ví dụ như nó gáy một nhiều á mà nó lỡ đâu đâu nó lỡ một cái tiếng hai á, thì ta gọi là một lỡ hai đó. Hoặc là trường hợp mà nếu mà trường hợp mà nó gáy hai nhiều quá, lâu lâu lỡ tiếng một quá, lâu lâu nó lỡ tiếng một quá thì gọi là hai lỡ một. Có nghĩa là cái nếu mà nó gáy không không phải một thứ một quá, nó lỡ cái này á, thì gọi là lỡ cái kia, là gọi là lỡ cái đó. Có nghĩa là gáy cái tiếng nào trước thì mình gọi trước. Ví dụ như hai nó gáy hai nhiều á thì nó gáy giọng hai nhiều á, hoặc là một nhiều á thì mình chọn một đó. Rồi bây giờ mình sẽ gửi cho đưa cho anh em cái hai hậu nha. Rồi đó anh em, đó đó là nó lấy cái hai hậu, anh em thấy không, là có nghĩa là nó bỏ phía sau hai hậu đó ha. Rồi mình tiếp tục tới ba hậu. Đó đó anh em nghe không, đó ba hậu là có nghĩa là gáy ba, nó gáy ba cái, nó ba ba tiếng đầu nó dứt xong rồi đó, nó lại tiếp tục bỏ bỏ ba hậu nữa, ba cái nữa gọi là ba hậu ha. Đó gọi là ba hậu, nếu mà nó gáy xuyên suốt rồi gọi ba hậu gồng. Nhưng mà thường á, ba hậu gồng ở Việt Nam mình nói chung cũng bây giờ thì hồi ngày xưa nhiều anh em, chứ bây giờ rất là hiếm có nha, rất là hiếm có. Sẵn clip đây mình chia sẻ con ba hậu gồng luôn. Thường cái con ba hậu gồng á, là nó sẽ không có, thường nó sẽ ít ở một nơi cố định nghe anh em, thường ít ở một nơi cố định. Thường thường ví dụ như một cái giường đó, hoặc là cái địa điểm đánh đó, là nó chỉ ở được cái vài tuần nó đi chỗ khác, vài tuần đi chỗ khác, nó thường ít ít khi nào nó ở cố định một chỗ anh em. Thành ra anh em mà gặp con ba hậu gồng á, thì thường thường anh em sẽ nên nên mình nên cố gắng bắt cho nó bằng mọi cách, bắt cho nó anh em. Chứ còn ví dụ như anh em bỏ mà qua thì vài lần là có thể đi chỗ khác nha. Đó con hai ba hậu là nó vậy đó. Thì đó mình sẽ chia rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái, có cái một con rất là nhiều hậu bên Thái này nha. Mình sẽ gửi cho anh em xem, mình sẽ đưa âm thanh cho anh em nghe nha. Rồi đó anh em thấy không, đó là mình chia sẻ cho anh em về cái gọi chim bu gáy, có nghĩa là nó đã đủ rồi đó, nhiêu là đã đủ về cái gọi đó anh em. Thì anh em nào thấy góp ý thì cứ comment cho anh em. Thì như thế này clip thì nó cũng 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 dài rồi, mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Còn clip sau á mình sẽ chia sẻ thêm clip sau là cái về giọng nè, rồi thúc kèm đâu nè, nói chung mình chia sẻ từ cái đơn giản nhất lên cái tới thành thành con chim đi, con chim đi bẫy, rồi cách nuôi, cách chăm sóc đồ á, mình sẽ chia sẻ từng clip cho anh em xem, anh em đón xem nha. Mình sẽ kết thúc clip đây nha anh em, rồi anh em xem nếu thấy hay đăng ký ủng hộ kênh ha. Thì để mình có động lực mình sẽ tranh thủ thời gian để mình chia sẻ cùng anh em ha.
Thì chúc anh em những anh em cầu thủ mới chơi hoặc là những anh em đã chơi rồi thì một tìm cho mình được một con gáy ưng ý ha. Thì và anh em nhớ đón clip sau nghe anh em, thì một ngày mình sẽ ra một hai clip để cho anh em đón xem. Rồi xin chào mấy anh em ha.